Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thê-ô. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng: Các con hãy đi rao giảng rằng nước trời đã gần đến. Hãy chữa những bệnh nhân, hãy làm cho kẻ chết sống lại, hãy làm cho những kẻ phong cùi được sạch và hãy trừ quỷ. Các con đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không. Các con chớ mang vàng bạc tiền nong trong đai lưng, chớ mang bị đi đường, chớ đem theo hai áo choàng, chớ mang giày dép và gậy gộc, vì thợ thì đáng được nuôi ăn. Khi các con vào thành hay làng nào, hãy hỏi ở nơi đó ai là người xứng đáng, thì ở lại đó cho tới lúc ra đi. Khi vào nhà nào, các con hãy chào rằng bình an cho nhà này. Nếu nhà ấy xứng đáng, thì sự bình an của các con sẽ đến với nhà ấy. Nhưng nếu ai không tiếp rước các con và không nghe lời các con, thì hãy ra khỏi nhà hay thành ấy và vũ bụi chân các con lại. Thật thầy bảo các con, trong ngày phán xét, đất Sodoma và Gomorra sẽ được xét xử khoan dung hơn thành ấy. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, bàn bạc trong những trang kinh thánh, ngoài những thể hiện tình yêu của Chúa, ngoài những thể hiện sự nóng giận của Thiên Chúa, ngoài những thể hiện về sự vỗ về, cũng có lúc an ủi, cũng có lúc gần cận, hay cũng có lúc như người chủ nghiêm khắc với đầy tớ của mình, thì trên tất cả những điều đó chúng ta thấy điều gì anh chị em? Thưa, thấy một Thiên Chúa có một ký ức. Người có một ký ức, người không quên những gì mà người đã thể hiện, và người không quên những gì mà chúng ta đã có thể sống với người. Tuy nhiên, Thiên Chúa không quên không có nghĩa là Thiên Chúa giữ mãi trong lòng như một thứ ghim guốc nào. Không, người không quên để người trao tình yêu, người không quên để người có thể từ đó mà làm cho cuộc sống của nhân loại, làm cho thế giới, làm cho thụ tạo của người được chăm sóc kỹ hơn, được vỗ về hơn. Thiên Chúa có một ký ức, đó là điều mà chúng ta nhận thấy. Chẳng hạn như hôm nay bài đọc một chẳng hạn, giữa lúc mà dân Chúa bắt đầu có những tội phạm, bắt đầu có những phản bội, nhất là với lời giảng dạy của tương tri Ô-sê, chúng ta thấy rõ họ đã đi theo các thần tượng, họ đã thờ ngẫu tượng khác với chính thần linh đã tạo thành họ. Thì ở đó Thiên Chúa như đang giằng xé lòng mình. Ta nhớ lại khi ngươi, khi Israel còn bé bỏng, ta đã từng ẵm chúng trên tay, ta đã từng áp má vào má chúng, ta đã từng nghiêng mình trên chúng và đút cho chúng ăn. Ta đã từng là một Thiên Chúa yêu thương và dẫn chúng ra khỏi cảnh nô lệ để chúng được như ngày hôm nay. Những ký ức của một ngày mà ở đó tình thương và sự săn sóc đã đổ về trong tâm tư của Thiên Chúa, đổ về trong tất cả những vỗ về, những yêu thương, những hành động, những suy tư của Thiên Chúa. Để rồi cuối cùng Thiên Chúa đã phải phán thế này: trái tim ta thổn thức, ruột gan ta bồi hồi, và vì thế cho nên lẽ nào ta nộp ngươi cho những kẻ độc ác, lẽ nào ta nộp ngươi cho những hành hình. Thiên Chúa luôn luôn có một ký ức. Nhờ ký ức đó mà anh chị em và tôi mãi được sống. Nhờ ký ức đó mà thế giới này vẫn còn tồn tại. Nếu không có một ký ức về tình yêu, về sự Thiên Chúa săn sóc thế giới này, thì chắc chắn
Nếu Thiên Chúa cứ thấy con người có tội, nếu Thiên Chúa cứ thấy thế giới bội phản là người có quyền năng của mình và dùng quyền năng ấy để triệt phá, thì không còn gì có thể tồn tại. Ký ức đã gợi lại tình thương để Thiên Chúa có thể mãi mãi chịu đựng tội lỗi của con người, để Thiên Chúa mãi mãi có thể chịu đựng sự phản bội của từng người chúng ta. Anh chị em thân mến, đến khi bài Tin Mừng cũng vậy. Khi Chúa Giêsu sai các tông đồ ra đi, Chúa lại bảo rằng: các ngươi đi mà đi bằng tay trắng, không mang bị, không mang giày, không mang dép, không mang hai áo, vân vân. Cuộc ra đi của các tông đồ rao giảng cho danh Chúa chỉ có một điều duy nhất các ngài phải mang theo, đó là lòng tín thác, đó là lòng yêu thương. Yêu thương trước hết đối với những kẻ mà các ngài được sai đến, và không bao giờ quên lòng yêu thương mà mình phải dành cho đấng sai mình đi. Cho nên tình yêu là điều duy nhất mà những người ra đi phải mang cho mình như một thứ hành trang lớn nhất, đầy đặn nhất. Thưa anh chị em, tất cả những điều đó là gì? Thưa tất cả những điều đó là để nói lên tình thương mà Thiên Chúa dành cho Hội Thánh, dành cho con người, dành cho tất cả anh chị em. Bởi nếu một ngày nào đó những mục tử của anh chị em tham lam, chỉ biết đi tìm kiếm tiền bạc, chỉ biết đổ về để sống ích kỷ cho bản thân của mình, thì lúc bấy giờ còn đâu nữa là sự săn sóc, còn đâu nữa là mục tử, còn đâu nữa là mục tử đối với đoàn chiên. Cho nên Chúa nhìn thấy trước điều đó, Chúa căn dặn những người ra đi, những người được sai đi đến với anh chị em, đến với nhà của mình, phải là những người biết tín thác, phải là những người sống trong tinh thần nghèo khó, đi nhưng không mang gì, chỉ mang theo một hành trang duy nhất là sự tín thác. Muôn đời Thiên Chúa vẫn thể hiện một tình yêu như vậy. Từ ngàn xưa Thiên Chúa đã thể hiện sự săn sóc dành cho dân của người, cho đến nay Chúa Giêsu sai ai ra đi đi nữa thì cũng chỉ là thể hiện một nỗi niềm săn sóc. Anh chị em thân mến, chúng ta cần có một Thiên Chúa với ký ức của người như vậy, cần lắm. Nếu người quên đi một quá khứ mà người đã từng yêu thì chúng ta đã chết từ lâu. Nhưng may thay, nhưng quá hạnh phúc thay, loài người và cả Hội Thánh, tất cả từng người chúng ta biết được rằng mình có một Thiên Chúa với đầy những ký ức, để chính nó đã gợi lại cho Thiên Chúa lòng yêu thương, để giữa lúc mà Thiên Chúa có thể nóng giận nhất thì lại là lúc Thiên Chúa thể hiện sự dịu dàng nhất, để giữa lúc mà Thiên Chúa có thể phán một lời để trừng trị thì ngay lúc ấy người có thể hạ mình, hạ cố chính mình, để chúng ta mãi được sống, để chúng ta mãi được gần cận với người, để người có thể còn nắm lấy chúng ta, và chúng ta còn có chỗ, có điểm tựa để mà dựa vào, mà vững ở trong cuộc sống này để sống. Thưa anh chị em, tất cả những điều đó cho thấy một bằng chứng Thiên Chúa không ngơi nghỉ sự săn sóc, sự yêu thương, sự quan phòng của người. Cảm tạ Chúa vô biên, cảm tạ đấng đã vì chúng ta mà cặm cụi từng ngày. Tuy chúng ta đã nhiều lần phản bội, nhưng Thiên Chúa đã chưa bao giờ nhìn vào sự phản bội ấy để xử sự với ta, mà ngược lại, càng đối nghịch lại với sự cứng đầu của mình, càng đối nghịch lại với sự phản bội của thụ tạo, thì người lại càng dùng khuôn mặt yêu thương, từ ái để thể hiện. Xin cảm tạ Thiên Chúa ngàn lần cảm tạ. Người phải đúng là đấng mà trong cuộc đời này không có ai khác, chỉ một mình người chúng ta phải thờ phượng, chúng ta phải kính tôn, chúng ta phải thần phục. Thưa anh chị em, chỉ một mình người không có ai khác, đó mới là điều mà anh chị em và tôi phải thể hiện trong cuộc đời của mình, từ hôm nay cho đến ngày tàn tạ khỏi cuộc đời này.